Đức Thánh Cha nói, chiến tranh cướp đi nụ cười của trẻ thơ, nhưng chúng ta đừng bao giờ mất hy vọng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh 5 của truyền hình Ý, chương trình Hành Trình của Trái Tim được phát ngày 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha suy tư về những đau khổ do chiến tranh gây ra và tầm quan trọng của đức tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Cuộc phỏng vấn bắt đầu bằng một chủ đề gần gũi với trái tim của Đức Thánh Cha, đó là ký ức. Ngài nói ân sủng ký ức đưa chúng ta đến cội nguồn của hoàn cảnh hiện tại. Khi gần tới cuối đời, ký ức thể hiện rõ dần. Có những nơi quan trọng gắn liền với ký ức, những người đã ghi dấu cuộc sống chúng ta. Vì thế, thực hiện một cuộc hành trình với ký ức là một điều tốt, như Ngài đã trở về thăm người chị họ ở Piedmont ở Ý vào tháng 11, 2022. Nhưng Đức Thánh Cha cảnh báo, trong hành trình này có một mối nguy, đó là tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm về những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống, những điều khiến chúng ta đau khổ, và chúng ta cứ nghĩ mãi những thất bại. Điều này chỉ gây ra đau khổ, chúng ta nhớ những điều tệ hại xảy ra, nhưng việc nhớ này phải làm cho chúng ta tạ ơn Chúa đã giúp chúng ta thoát ra khỏi chúng. Chúng ta không nên quay lại với những điều này vì đó là một căn bệnh. Nó giống như một sự quyến luyến những thất bại, những điều tệ hại. Ở điểm này, Đức Thánh Cha đề cập trực tiếp đến hoàn cảnh thực tế hiện nay với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Ngài lưu ý rằng những điều tồi tệ vẫn đang xảy ra trong thời đại này. Chúng ta vừa thoát ra khỏi đại dịch và giờ đây chiến tranh nổ ra. Đức Thánh Cha bày tỏ đau xót đặc biệt cho các trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ngài nói, các em đã quên cười. Nhiều trẻ em Ukraine đến Ý không thể cười. Các em rất dễ thương nhưng không cười. Các em đã mất nụ cười. Đức Thánh Cha nói Ngài chứng kiến điều này khi đến thăm các em ở Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Tòa Thánh và nhấn mạnh thêm, lấy đi nụ cười của trẻ thơ là một thảm kịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người đừng đánh mất hy vọng, nhưng nhìn vào những chân trời khác nhau. Theo Ngài, nhìn vào những chân trời cuộc sống có nghĩa là nhìn vào hy vọng và cũng để nhận ra rằng lịch sử không kết thúc với người này, người kia, với ông bà chúng ta hoặc với các thế hệ sau. Cái nhìn này cho chúng ta can đảm tiếp tục bước đi. Từ hy vọng, cuộc trò chuyện hướng đến đức tin. Với câu hỏi, chúng ta có thể nói gì với những người thiếu đức tin? Đức Thánh Cha nói, không có đức tin không phải là tội, đức tin là hồng ân Chúa ban. Ngài nói rằng, đối với những ai chưa lãnh nhận hồng ân này thì hãy sống cởi mở, tìm kiếm, đừng bao giờ mệt mỏi tìm kiếm. Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về chủ đề giàu có. Ngài khẳng định, giàu cũng không phải là tội. Nhưng phải sống theo tin mừng, nghĩa là phải biết sử dụng của cải vì lợi ích của người khác. Như nhiều vị thánh đã thực hiện, trái tim chúng ta không được trở nên chai đá. Chúng ta phải biết khóc trong tâm hồn trước những hoàn cảnh đau thương của những người nghèo khổ. Chúng ta phải cầu xin Chúa chữa trị để tâm hồn chúng ta không chai đá, nhưng biết gần gũi với con người thời nay.